Lời động viên của Trường Giang đã giúp vợ thành công. Chồng chị là người đã đứng ở phía sau nói với chị là em cố lên, em phải làm đúng trách nhiệm của em. Em đã nhận rồi thì mình phải làm cho tốt. Em muốn gì em phải lên đoàn phim. Em có bệnh cũng phải ở trên đó, chứ không phải ở nhà. Nhã Phương đóng bao phim đều bị mỉa mai diễn xuất. Riêng bộ quay lúc đang mang thai lại được khen ngợi hết lời. Cuối cùng thì mình gọi nhớ là gì? Là bên đó hay là trong rừng nghỉ? Diễn xuất lẫn nhan sắc trong phim mới đều được khán giả đánh giá cao. Đừng xem mai đó là cả thế giới, biết đâu ngày mai một mình chơi vơi. Phim tuy bất ổn nhưng may có Nhã Phương là điểm sáng giữ chân người xem. Sau khi sinh bé thứ hai, Nhã Phương hiện đang dần trở lại showbiz và đã tham gia một vài sự kiện. Nhan sắc của cô khi xuất hiện sau sinh đã làm bao người phải suýt xoa, bởi bà xã Trường Giang chỉ có đẹp lên chứ không hề bị ảnh hưởng gì đến ngoại hình hậu sinh con. Không chỉ xinh đẹp ngoài đời, trong bộ phim đang lên sóng, Nhã Phương cũng có ngoại hình vô cùng xuất sắc. Theo tiết lộ của cô thì khi đang đảm nhận vai phụ của bộ phim này, thì Nhã Phương đang mang thai nhóc tỷ thứ hai. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã gần như muốn bỏ cuộc vì bầu bí lại vất vả đóng phim nên mệt mỏi và sợ không theo nổi đoàn phim. Thế nhưng, sau tất cả Nhã Phương vẫn quyết định đóng tiếp, một phần vì sự yêu thích, kính nghiệp của cô. Phần nữa lớn hơn là nhờ vào lời khuyên của ông xã Trường Giang. Trong một chia sẻ với truyền thông, Nhã Phương cho biết, thời điểm mà cô nhụt chí nhất thì chồng là người đã thúc đẩy mình trong công việc. Trường Giang đã nói với vợ rằng, em cố lên, em phải làm đúng trách nhiệm của em. Em đã nhận rồi thì mình phải làm cho tốt, em có bệnh cũng phải đến đoàn phim. Những lời động viên, thúc đẩy tinh thần này của Trường Giang đã giúp cho Nhã Phương có thêm động lực và hoàn thành công việc của mình. Để rồi đến hiện tại, Nhã Phương có được một vai diễn thành công, dù chỉ là kép phụ. Rất nhiều bài viết chia sẻ trên mạng xã hội nhận xét về bộ phim cũng như dàn diễn viên tham gia và họ cho rằng Nhã Phương chính là nhân tố giữ chân khán giả theo phim đến cùng. Được biết, trong những bài tranh luận về bộ phim, nhiều khán giả tỏ rõ sự tức giận khi kịch bản quá sức bất ổn. Một chàng trai đã có người yêu 10 năm, đi thả thính một cô gái khác cũng đã có bạn trai. Và hai người đó như thể đã tìm được một nửa của nhau, bất chấp tất cả để đến với nhau. Không ít khán giả cho rằng bộ phim đang đề cao việc ngoại tình và lần đầu tiên màn ảnh Việt đưa Tiểu Tam lên làm nữ chính. Dàn diễn viên của phim cũng được cho là diễn xuất không tốt. Nam nữ chính gồm Minh Trang và Song Luân bị chê diễn đơ. Trong khi đó ổn áp nhất có Nhã Phương và theo sau là Sĩ Thanh. Một số bình luận cho rằng, mặc dù những bộ phim trước Nhã Phương diễn xuất thất thường, song ở lần làm kép phụ này, cô lại diễn ổn áp hơn hẳn. Được biết, trong phim, Nhã Phương đảm nhận vai Minh Anh, người yêu 10 năm của nam chính. Mặc dù có nét xấu thích kiểm soát người yêu, song sự đáng thương của Minh Anh khi mất đi người yêu đã làm khán giả thương cảm sâu sắc. Những phân cảnh xúc động của Minh Anh đã được Nhã Phương thể hiện khá tốt, làm hài lòng khán giả. So với thời đóng Cây Táo Nở Hoa, có khi Nhã Phương ở bộ phim này còn diễn đỡ sượng hơn. Ngoài ra, nhan sắc của bà xã Trường Giang cũng được khen ngợi rất nhiều, dù cho thời điểm đó cô đang mang thai. Hóa thân thành một cô gái thanh lịch nhẹ nhàng, Nhã Phương có những tạo hình rất đẹp mắt, cũng khá xứng đôi khi đứng bên Song Luân. Một số khán giả so sánh cả về nhan sắc lẫn diễn xuất giữa nữ chính Minh Trang và Nhã Phương, cho rằng cả hai đều đẹp, nhưng diễn xuất thì Nhã Phương gánh.